xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chắc hẳn là quý vị cũng như tôi, rất là nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa các cái cây này và cây kia, nhóm này với nhóm kia. Ví dụ như tôi thì thường thường hay bị nhầm lẫn là cái cây ngọc bút với cái cây ngọc anh, và cũng hay nhầm với cả cái cây rành rành nữa. Rồi si, rồi xanh, nó rất là đa dạng. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một series chia sẻ cách nhận biết tất cả các loại cây để cho quý vị anh em, đặc biệt là những anh em mới chơi, thì có thể nhận diện được từng cái cây, từng cái nhóm cây, để chúng ta biết cách chăm sóc và biết cách tạo tác để tạo hình. Một lát nữa thì tôi sẽ mời ông Tình, một nghệ nhân rất là có thâm niên trong cái lĩnh vực chơi cây, sẽ chia sẻ cho chúng ta biết cách nhận diện một số cái loại cây với cái đặc tính cơ bản, cái cách mà chăm sóc, cũng là đặc điểm sinh trưởng phát triển của từng loại cây đó. Tất nhiên là trong cái khuôn viên này nó sẽ còn thiếu rất là nhiều các loại cây khác, thì rất là mong là quý vị anh em có thể là làm các cái video clip chia sẻ về cái cách nhận biết những cái cây đó ở trong cái khuôn viên nhà mình, để gửi cho tôi sẽ tổng hợp lại và đưa lên cái Bách Khoa Toàn Thư, để cho những anh em mới chơi rồi các thế hệ sau này khi mà cần biết được cái cây nó như thế nào, đặc điểm đặc tính nó làm sao, thì có thể là vào cái Bách Khoa Toàn Thư, có thể tra cái từ khóa của bất kỳ một cái cây nào đó thì đều ra cái video này, video nhận biết các cái loại cây, nhận diện các loại cây và đọc vị các loại cây như thế nào. Tàu. Và đặc điểm là lá nó rất nhỏ mà rong nó dày lắm, rất đẹp. Da nó lại, đây là cây người ta trồng công nghiệp, đâm mà da nó cứ bóng. Nhưng mà cái ưu điểm của hàng này là nó cũng rất là khỏe, nó có ít sâu bệnh lắm, nắng không được mà ốp được. Đây, đây là lá nó dài, ốp trắng mà cái này nó dày răm, răm nó nhỏ mà lá nó nhỏ. Nếu như mình cắt tỉa đều, chịu khó cắt tỉa lá nhỏ đẹp lắm. Cái này cây xin lỗi, cây này là tôi khai thác ở trên dân tộc, người ta trồng ở cái cổng, trồng vào cái cổng gỗ, thì bây giờ rễ nó bò theo cái cổng gỗ xuống, bây giờ nó biến mất cả cái cổng hết rồi, nó chỉ còn lại một chút dấu ấn thời gian là cổng cũ, cái lõi ở trong này. Lõi ở gỗ chắc ngày xưa mà nó mòn hết rồi. Cây này thì lá nó dài, lá dài mà búp nó cũng vươn dài lắm. Đấy, thân nó cứ trắng toát. Đi núi khai thác, nhưng cái giống này, giống khác, giống này lá nó tròn hơn mà nó lại xanh hơn, màu da nó lại sẫm hơn. Phát triển thì khỏe lắm. Đấy, lá nó to, nó tròn, tròn hơn mà nó xanh hơn. Khi này thì nó là vũ hồng rồi. Cái mùa này thì khó phân biệt, đúng không? Màu nó thì nó màu nó đậm hơn. Da mà. Da nó lâu lâu. Còn già thì cái nào nó lên. À, như này răm, như cái các dòng răm, dòng si thì răm. Cây này thì dòng răm nó dày đẹp. Răm dày. Răm này được. Đây, rất dày. Dày răm. Lá thì cái này nó lá nó hơi dài không? Lá dài. Nếu mà mình chịu khó xén thì là nó cũng dài tròn đều nhỏ. Đây, cây này là cây si bút đỏ đây. Nhưng mà cái mùa này, mùa hè nó phát triển nhanh, đâm nó không phân biệt rõ được. Nhưng đến cái chuẩn bị vào thu sang tháng, mình cắt đi bắt đầu nó mới ra lọc mới thì lúc kia mới rõ. Thì lúc nó đỏ rực, đỏ như màu cờ luôn. Nhưng mùa này thì nó chỉ nhờ nhờ thế thôi. Mùa kia nó đỏ lắm.
Cái này thì răm nó thưa hơn. Răm nó thưa hơn một chút. Răm nó thưa. Đây là mình đang nuôi rễ, mình để sổng để lấy bộ rễ cho nhanh. Đến lúc nó xong rồi thu lại thì lá nó cũng nhỏ và đẹp lắm. Đây là mình đang nuôi sổng để lấy rễ nó ôm vào đá. Làm bệ. Chứ còn cây này mà cắt ra thì lá nó đẹp. Nếu như chịu khó cắt lá nhỏ tí ấy, đẹp lắm. Đặc điểm cái này nó quý, cái nó ra đến mùa kia mà cắt nó ra cái nó đỏ như cờ luôn. Cả cây đỏ rực như một khóm hoa. Vô hồng. Vô hồng. Chi có quả đúng không nhỉ? Quả chi cây nào cũng có quả. Đó, cây này cũng là đang nuôi bệ đâu mà để sổng. Lá to chứ cây này mà cứ cắt đều là lá đẹp lắm. Có các loại si thân nạc với cả thân rễ như này không? Khác nhau. Nó tùy điều kiện chăm sóc thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ chịu khó cắt bỏ rễ đi lấy thân không thì nó cũng là lạc ra. Toàn gốc lạc đó. Đây là cái mùa này mà nó ra mầm nó đỏ này. Rồi nếu mà cái mùa hay là cuối năm mình cắt thì nó đỏ rực như màu cờ. Cái này nó là si tái chuột, lá nó bé tí, dầm nó nhỏ lắm. Chịu khó cắt thì nó cứ bé tẹo. Đấy. Màu lá. Nhưng mà cây gì mình phải hãm thì lá nó bé. Càng hãm được thì càng lá càng nhỏ. Nhưng cái dòng này nó dễ hãm quá là cứ cắt liên tục được thì nó sẽ ra lá bé. Dăm dày không? Dăm dày lắm. Dày. Cứ phải cắt lọc bớt đi nhiều lắm. Búp nó trắng không? Búp trắng. Búp trắng. Chăm sóc gì thế nào? Ôi, cái này nó cũng ưa nước. Si gì, dòng xanh si nó dễ lắm. Cứ cho tí nước vào là nó sống thôi. Lá to thì nó cũng dài đấy không nhỉ? Đúng rồi. Đây, những cái mầm vọt này, mình cắt đi thì lá nó bé được. Lá nó dài. Cái đốt nó ngắn lắm. Mắt nó dày.